Má, em đó. Em bet không đồng đó anh. À đeo súng rồi. Không đồng yeah, đồng 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 rồi. Ủa sao cỏ cùng nhiều này. Đù súng quá trời súng luôn. Sao mình lại đứng trong cỏ ấy. Ở rừng đúng, đúng cỏ mà. Đâu đâu. Cỏ đứng cỏ. Ô. Đâu. Đang đâu này. Ôi. Ô quá. U chạy này, chạy này. Ôi. Ôi. À kiểu này trong đây là bắn đồ cho rớt xuống nè. Tao mua hai ngay mình. Ơ, mấy mèo kia đâu? Đây. Trên này. Wow, đây. Đó nè. Kia sậy đứng ở trên kia kia. Đó nè. Ủa sao tại súng nhắm không vậy? Bắn đi. Ê đỏ nó rớt xuống dòng ơi. Incoming. Ôi mày mày. Rồi Chris rồi, giờ xong rồi sao? Tạt rồi. Thì bé vẫn còn lên nè. Ui cái máy bay kìa. Máy bay la hả? Má không hiểu chứ. Má vẫn chưa chết. Ủa đứng yên tại chỗ luôn rồi. Còn incoming. Rồi. Máy bay. Ok chạy. Hết rồi. Hết rồi. Xe buýt nữa nè. Ê nó bị lỗi à. Còn xe buýt nữa kia. Rồi, thấy mẹ rồi. Té rồi. Ôi may quá này chặn rồi. Fuck it. Ui cái xe này. Vãi. Cậu hết chưa? Hết thả chưa? Rồi. Lại ra đủ đạc vãi là à. Đứng bắn tôi. Bên kia chết tay quá. Đứng bắn tôi. Boom. Nào. Nơi. Sắp chết rồi, bắn đi. Chó ơi. Yeah. Ui cho bắn luôn hả? Bắn hết đồ nhé, bắn người. Ok, bắn hết đồ bắn người á, coi. Thế thì sau thắng được phải để thắng tử chứ, để xem bên vinh quang với nhau. Để ông mày. Này này giống như thi đường lên đỉnh Olympia. Ờ, đường lên đỉnh. Đường đỉnh GTA. À, đường lên đỉnh GTA được đấy. Ờ, đặt tiết luôn, đặt tiết luôn. Rồi, còn thanh niên nào? Chạy đi. Hai đúng ai rồi, thôi mọi người. Tí nữa. Lên, chạy đi. Đang đánh lạc hướng rồi, chạy đi. Hai sau này. Rồi. Hai con lợn đâu rồi? Ôi, rơi đồ. Ui. Sao lại bắn? Bây giờ mọi người này, bắn vào đít, bắn vào đít được nghĩa. Này, đúng không? Ôi. Ui. Thôi. Chỗ này có vẻ an toàn. Quy cũng chết, bắn vào từ ơi, Quy ạ. Đấy. Giờ này có vẻ an toàn nữa. Trời, nó chạy ra là mình sẽ bắt chạy Huy ạ, Huy ạ. Trời Huy ra đó, ủa sao chưa chết rồi, ủa sao thấy bị... Không di chuyển bắn này. Cái gì ấy? Đi, nhanh. Đi nhanh. Má đứng chỗ này cho nó an toàn. Bút gió S. Bắn tiếp đi. Ơi, xe tạo, xe bắn xuống. Ôi. Hai người không chịu đi kìa, quýt xử nhau ấy, bắn vào đít nhá. Bắn vào đít. Đi rồi, đi một thằng. Bắn vào đít, giữa cảnh cáo này. Chạy luôn. Rồi. What the fuck, cái gì đó? Này còn làm gì, xác ổng rồi, xác ổng nhăn xuống dưới bờ ấy. Ôi. Vẫn đang làm gì đây? Anh em bắn hết luôn. Bắn lên. Ôi mẹ ơi. Ui. Bắn lên. Ui đồ. Nghĩa này ôi. Nghĩa đứng im vợ vãi. Ây da trời. Ôi chết. Má. Má cái này giống Fast and Furious. Ôi chết. Chết. Ôi nhảy xuống vãi. Ôi này có dù nè. Pizza ma hỡi à, họ vãi. Tiếp về các bạn ơi. Chết rồi, ký đây, bán này Huy trả thù rồi. Ai bảo rồi, cơ hội đây rồi. Ai bảo bắn Huy. Gây anh không bắn mày nhá, mày cứ bắn vào xe đừng bắn. hãy để anh chết như một vị thần đó. Bị đồ vật rơi. Rất là tanh, trâu trùng các thứ, đừng để anh chết bởi một viên đạn. Chứ đừng có chết như một thằng đần là được rồi.
Quán gỗ rơi. Hãy để anh chết một tỷ thân. Ok. Có thể, sao chúng ta lại cầm view nhỉ? Tôi đéo lên luôn. Cuộc đời là những chuyến đi mà phải lên nhau trải nghiệm. Đời người đâu rồi? Ai đủ. Nào đứng bắn. Rơi. Đúng rồi, rơi. Ơi bé, sao chơi chứ? Má hay quá. Ui trời. Ui cả xe buýt đập vào đầu ạ. Hôm nay có một cái tai nạn khủng khiếp xảy ra. Ôi giời, đây từ hồi trực tiếp rồi. Mẹ chơi cái trò chỗ hồi nãy của mình kìa. Vâng, tôi là phóng viên. Lên. Có mặt tại hiện trường của vụ cuộc thi marathon. Của vụ cháy sập nhà và tất cả các nguyên liệu. Vâng, cái cháy sập nhà. Trời má ơi. Nạn nhân của chúng ta là anh Fist Devil Gamer, anh đang chạy cong cả đít lên. Cong cả đít lên. Tạt rồi. Mà hai là tạt điều nghệ quá ông ơi. Hai kêu trả thù ấy. Để đây để thua vậy, trẻ con nó cười vãi lệnh. Mà cái này nó khó. Ui, mình cả nguyên cả ăn cả nguyên cả cái đít. Cái map này mà chơi khoảng chục người vậy thôi nát. Cái này giống như mười mấy hàng chạy lên giống như The Hunger Game vậy. Bắn một cái nguyên cái máy bay có như là lùa bịt luôn. Không có chỗ mà trốn luôn. Mà bố thêm cái thuyền vô. Má cái tàu mà tàu gì mới ra. Tàu gì? Cái tàu Jazz á, cái siêu thuyền á. À. Làm vô mặt cái ăn cứt luôn. Không chém xe buýt nhỉ. Bây giờ cái đây cái dìu phải dìu Thor chém bay xe buýt. Phải chém. Rìu bay dìu Thor. Rìu của Thor. Từ khi nào Thor dùng rìu vậy? Chém bay xe buýt luôn. Đâu này gì đấy? Ủa em nhớ Thor dùng búa mà. Ui. Ôi hên quá. Gì vậy? Không sao. Anh em. Anh em mình bở đít nhau mà đi. Đu đây là chuẩn. Ui, chú chú may mắn cho Huy. Ui, trời nó đỏ quá trời kìa. Ui. Ui, vẫn còn sống hả? Yeah, hay. Đợi tới em lên liền. Má kẹt cái xe đây rồi. Ủa, hết mẹ đồ rồi, hiểu. Ui, cứu xe rồi. Rồi anh em sẽ cho Huy cơ hội. Lên đây. Cho Huy một cơ hội. Ai lên solo à? Lên solo. À, có súng này. Để xem Huy lên xem rồi làm gì á. Lên không có gì đấy ra. Có gì trên đấy không? Cái gì à? Có gì không? Mấy cái gì á? Hình như còn cái xe nữa mà. Đồ dĩ vãi, để xem nào. Chả biết mấy cái gì đấy. Có dùng được không? Quan trọng. À dùng để bắn lại hả? Được. Huy chết luôn. Rồi còn Minh Nghĩa là cho Nghĩa cơ hội. Mẹ nhìn ngao đá. Cầm bazooka học. Ui sao chết vậy? Anh em cho Nghĩa cơ hội à? Lên đây. Lên cho cầm bazooka rồi. Này quýt tôi với ông Nghĩa đang tử hình nhỉ. Kiểu chú còn lời chăn chối nào không? Bụp. Ủa đâu vậy? Bây giờ mày thằng Nghĩa bắn kinh không ấy? Thằng Nghĩa bắn kinh không ấy? Kinh thường kẻ địch. Ai ủa cái gì vậy? Từ. Mẹ mấy thanh niên kia tự sát không? Nó từ. Không phải, tại do cái tường á gì á. Best Vinh Nghĩa mẹ, level 100 bắn tự tử. Ủa chị đúng mà sao nó, ủa? Chị đúng rồi. Chị đúng rồi, chị đúng rồi mình. Không bắn người nhá, chỉ bắn đồ và thôi, còn đâu lên solo với nhau. Ủa, lại anh chị nghe mặt mà bắn người tự nhiên bụng nổ phải không? Hình như tự nhiên có bức tường cái đó hay sao á. Á, nó này có cảm giác giống như có một cái tường đó vậy mà bắn từ đùng cái nổ luôn. Bắn từ bước. Ông chết nào má. Cái đấy gì vậy? Thanh niên đã lên được đỉnh cả noi rồi, lên đỉnh GTA rồi má. Này khúc đó nó trôn mình rồi. Ông Heo là sao mặc đồ kín đáo nha. Tôi đi tôi thấy chi mà ông ghê quá. Hả? Mặc đồ như em nè. Lặng. Tôi không mặc được trong rồi. Lủng lẳng hai trái. Vãi quýt nó sợ chạy nhanh rồi lên mẹ ơi. Rồi lên kìa lên. Tôi đang táo bón. Ông không biết thì rơi hết xuống này. Thanh niên mặc kín đáo vãi lên.
Ui. Ơi. Anh kia nghĩa rồi à? Nghĩa chết rồi, còn Huy thôi, lên đám ơi. Má cái xác mình giang bừa chứ. Má đang ngồi bấm tay chạy vô không? Trời. Cố lên. Anh sẽ vượt lên đỉnh cao nhất. Ui, má né kìa, né, ui xồi ôi, né skill shot này. Kinh vãi hàng. Né đi. Ôi, né đi. What the hell. Né đi. Rồi, đấy, thấy chưa. Hình nộ cả thôi. Né đi. Đâu. Ông đánh thùng 3 thùng xăng này. 3 cái thùng xăng à. Đấy. 3 thùng xăng. Rồi, đấy, thấy chưa. Rồi, vãi. Yeah. Nào, đứng chơi bật, đừng cấm chơi bật nhá. Đây rồi. Rồi. Đâu. Rồi. Đâu. Solo. Cẩn thận nha. Đấy, cái map nó bị lắc. Sếp rồi, vãi lịch. Thấy chưa. What the fuck. Đây. Nó rõ ràng bị ngắm rồi mà. Đấy, tưởng sang môn sếp rồi. Giống nghĩa là sao. Thấy chưa, nói rồi mà. Nó ngay cái đó có bức tường hay gì á. Sao Huy bắn được. Bắn được khỉ, ông bắn cũng y chang vậy thôi. Đâu, nãy Huy bắn được ra ngoài mà. Có cái sàn nó trắng hay gì á. À, có một vài đoạn cái object nó tăng hình nhưng mà nó vẫn tính. Đúng rồi. Vãi. Đấy tôi bị chết là do cái đấy. Đúng rồi, nãy em cũng bị chết do đó chứ rõ ràng chỉ đúng nó nổ cái cũng đâu có sao đâu. Phải đại. Được. Mát bên hầu như bên cầm sniper toàn thắng á. Vãi. Bên mình leo học cả gái kiểu gì cũng chết. Continue rồi. Continue hết luôn rồi. Sao chưa thấy hiện ra cái gì bất hiện cái bảng có chữ continue rồi sao? Tức là ở đây rồi. Hôm nay chưa hơi lắc thôi. Rồi xong rồi mời em Hà vô lại. Đâu hình như chưa xong nào. Còn ai đến còn nữa, còn nữa. Bên nào xong 5 round trước bên thì thắng. Ok. 5 round. Round 6 rồi. 5 round chứ hả? Thôi chơi hết rồi luôn đi. Lần này anh em hãy từ bi tí kít ạ. Hôm nay giờ được mấy round ta? Vô. Rồi, đây rồi. Dạ lâu, lan luôn. Xong lan, Chú biết anh là Sniper Ghost Warrior không? Vãi, tầm gì hồi bay người. Hả Nghĩa. Hả Nghĩa. Con đi chạy, ui giời. Ui giời. Ui giời. À, cầm hẳn. Chạy đi, cầm hẳn Barret bắn luôn. Kinh không? Vãi, Barret. Rồi, Huy đâu rồi? Rớt đồ kìa. Thấy gì không Huy? Thấy gì không? Trượt ô. Nghĩa này thấy gì không hả? Nấp hả? Tay cho nấp. Rồi anh em bắt đầu. Cái kia bị lag kìa, cái ống kia bị lag. Ừ. Ông lag kìa. Thôi để cho hết lag rồi cho rơi xuống. Đấy. Ơ. Lag kìa. Ơ, ống lag này. Ơ, ống lag này ông ơi. Ơi. Lợi dụng thời cơ chạy lên đi, lên đi. Lên nè. Cái máy bay vào đầu lên này lên này lên rồi này lên rồi ôi lên ui ơi ui lên có thằng chết có ôi ai có thằng chết vãi chúng ta cứ vẽ chúng ta vác đi hơi lẹ lên luôn phải chết như này các chú thấy nãy anh né đỉnh vãi lạnh lên chết nhà mãi anh. Ai dồn đam bỏ kinh vậy. Dồn đam. Chạy đi đâu tài. Ông Huy là liên minh rồi mà. Liên minh huyền thoại. Liên minh huyền thoại. Liên minh huy thoại. Huy thoại. Thành nghiệp dồn đam vậy. Chữ pha chân luôn. Rồi. Anh em để góc gì rất quýt đây. Ok. Ôi đi quýt mông cong ấy. Chém cái. Đâu rồi? Cái này mà cho cái xe xăng này nổ cái hơi bị đã ha. Taxi không? Taxi éo ơi. Kinh vãi. What the fuck? Giờ đây. Nhớ tay. Nhìn. Sorry, nhớ tay. Ui xe. Chết tôi. Xe. Chết tôi. Rồi. Có vẻ là tạch rồi. Vẻ vì chơi bật vãi. Ui, đồn đạp. Thôi ra.
Wow, xuống đây. Thắng rồi mà. Thắng rồi. Oh shit, bên nào thắng đây? Nghĩa cố lên. Ôi nó lag luôn kìa. Ôi nó lag hả mà. Ôi loser, fucking shit. Ô, thắng à? Thắng như sao, nãy ông chết rồi mà. Xe rơi bao nhiêu vậy? Ô mẹ luôn. Nó có hai cái chế độ này, bây giờ một là chơi cái này tiếp rồi mời ông Hà, hay là chơi cái hai cũng mời ông Hà luôn. Hay như nào? À. Như nào? Hay ủa? Hay được hai à? Còn kìa, còn như kìa. Còn. Ủa? Chơi hết cái này đi chứ, chơi em nào? Ok. Ok. Bán quyết định nè. Bán quyết định rồi, match boy rồi. Match boy, ok ok, bán match boy. Đi đây, vào bắn luôn. Bật chết vào luôn. Bắn luôn. What the fuck? Chết mẹ rồi, cái này mới kìa. Các bạn ông Huy mẹ nãy chơi bẩn vãi. Không, nhớ nhớ bắn cảnh cáo, bắn vào đúng tổ ngắm luôn. Tôi cũng cố gắng, tôi mẹ cố gắng bắn vào đít rồi kêu cảnh cáo. Bắn vào đít. Bắn giờ bắn vào cái mông. Tự nhảy. Huy gã. Cái này nhá, ê, lên đỉnh là không có xuống đâu nha. No turning back. Lên đỉnh mà xong lại xuống không sợ nghiêu đâu mà, cái mặt này. Được rồi, được rồi. Suy nghĩ đi. Ôi đồ ôi ôi. Rời đô. Rời đô. Rời đô. Ôi, này thì rời đô nào, rời đô. Rời đô. À. Trời ơi, mày đói rồi Nghĩa ơi. Nghĩa úi giời. Ôi lên tên. Ui. Vậy. Đấy, mà. Má, bê tông đập vô vỡ mặt. Ủa vãi bay luôn kinh vậy. Nhanh chóng vậy. Ra loser chưa, còn tiếp này. Chưa có một ván nào là team kia, team lên đỉnh thắng được cả vãi. Còn một ván nữa, còn ván. Còn trả thù Huy. Nãy bắn vào giết tôi. Gì bắn luôn à? Mấy thanh niên xù dai vậy. Anh điên nào mà sau có định vay tiền quýt khỏi vay chứ mẹ. Anh điên cú sâu lắm ấy. Vay 1.000 mẹ kiểu ăn phần trăm mẹ theo tháng mẹ. Đến lúc về sau chục năm mẹ vay mẹ cả 10 tỷ. Rồi. Đồ rồi sẵn rồi. Thử thách mình xem lần này có lên được không? Lên đỉnh. Rồi không bắn vào đít nữa nha. Không bắn vào đít nữa nha. Thù trả nữa. Giờ bắn vào đầu luôn nha. Được. Ok. Coi như là cho anh bình vôi đi man. Có kiểu bắn lỡ kìa. Bắn lỡ dùng xăng. Huy ô cứ nhắm thằng bên cạnh thôi, đừng bắn tôi nhá. Vậy. Tôi hoàn tỷ với nhau à. Ok. Ôi. Ông chết là do accident rồi. Rơi ôi, một cảnh tượng đẹp mắt. Trời ôi, sao rơi hết đồ vậy? Ui dồn đam. Trời má ơi. Thôi đi rồi, đi anh em lên solo đi, anh em lên solo đi. Này không có cái tường này, không biết sao lên cho anh được. Nghĩa rồi, bắn, hết bắn rồi ông ơi. Phát về trên cùng rơi tất luôn ạ. Rồi, để team hết luôn rồi. Thôi để team lên anh em solo. Rồi, để lên anh em nói chuyện ngay. Thôi giờ để lên đi, chắc cũng không bắn được đâu, có bức tường tàng hình mà lo gì. thế xuống bắn, thế đi xuống tốc rồi, thường xuống dốc ngã mẹ xuống rồi. Thôi, đợi team kia lên. Ôi, mấy ông này bắn ghê quá. Hò mặt ra cái solo chứ. Vãi, từ vãi mém hết ai chơi luôn. Kem kiểu đấy, ai chơi kem kiểu bây giờ không snap đồ. Bây giờ chơi không snap không? Bây giờ bắn không tâm, không snap. Vãi, bắn không tâm vậy, đến bao giờ trúng. Thì bọn tôi cũng không bắn không tâm. Đâu để tập thử rồi. Vãi, ông cầm cái RPG mà. Từ đang bắn thử nhá. Một này, hai này. Rồi, đang test nha. Từ đang test. Chính xác cái thùng dầu đó. Nha, từ nha. Bốn này. Rồi nha, từ nha, còn nữa. Đang test. Bao giờ bắn trúng là bao giờ đang test nè. Đang test nha. Đấy rồi, chưa được, còn nữa. Vậy test. Từ nha. Bắn đi. Rồi, ok rồi, bắn test. Rồi. Núp vô. Xem nó ngắm tôi không? Từ, để chuyển qua. Quá 500 mấy viên đạn luôn, what the fuck. Ôi các bạn hỡi thả ngọ ấy. Này là easy game. Xịt cực luôn. Xịt cực. Mash winner. What the fuck boys. Má 15 ngàn. Ui 10 bình
nhiệm vụ ấy nhiều. Lên tôi lên level 69 rồi này. 69. 69.